Bạn đang tìm một micro để tập hát, để nghe nhạc thì đây chính là mẫu micro rất là mới KMC600, rất là đẹp luôn. Hai cái loa bass 20 này. Alo, 1 2 3 4 này. Quý vị ơi, cái loa này nó rất là hay nhá. Nó mua kìm mình mua về nhá, có dây sạc về mình không phải mua pin nữa này. Nó cắm được cả thẻ nhớ để hát này và nó rất là xịn sò luôn, nó có cả nó tăng giảm âm lượng và có lấy cả bài hát luôn. Alo. Alo, 1 2 3 4 và nhá. Alo, cái tiếng mic của nó cầm này rất là chắc tay và hát cực kỳ bình thường nhá. Nghe mà đi du lịch đi chơi mình nghe nhạc hát cực kỳ hay. Bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth này. Mua một cái xem như thế nào nhá. Lòng anh vẫn luôn mong chờ một tình yêu xa vời. Nhìn em đôi ngôi cuộc tình tựa vì sao trên trời. Một nỗi đau dịu dàng chìm vào bóng đêm lạnh lùng. Nhạt nhòa hình bóng ngày ấy còn đâu. Ngàn sao với bao cuộc tình cùng bên em vui đùa. Rồi em vui cùng duyên mãi quên tình yêu hôm nào. Bài hát ru cuộc tình giờ ngồi hát cho một người. Mà trong lòng anh muốn nói anh vẫn yêu em người ơi. Mua một mic 450 cành, 2 mic 900 cành, mic đi toàn quốc. Ông hát bà cái này, con hát bố thích. Ok, xin chào.